Em là Trần Giáo Viên. Em lớn lớn em xíu, lớn xíu bé. Em cầm để em nói. Nói thì giới thiệu bản thân thôi. Đúng rồi, em giới thiệu em đi. Em tên bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Em là Trần Giáo Viên. Năm nay dạ, được rồi, anh. Em tên là Trần Giáo Viên. Năm nay em 21 tuổi và em ở Hải Phòng. Vậy là mình ra Sài Gòn lâu chưa? Thực ra thì em mới bay tối qua. Bay tối qua để hôm nay kiếm buổi casting. Đây là buổi casting đầu tiên của em hả? Vâng, đây là buổi lần đầu tiên em đi casting. Em muốn mọi người ngại. Thấy em có vẻ hơi ngại được rồi. Vậy em lấy được bao nhiêu phần trăm tự tin khi đến cuộc thi này? Chuẩn bị được bao nhiêu phần trăm này? Em cũng nghĩ là tầm 80%. Vậy là chắc là em tìm ẩn cái năng khiếu gì đặc biệt đúng không? Tiềm ẩn năng khiếu đặc biệt thì em không có. Nhưng mà em sẽ thể hiện trong phần trình diễn của mình cho khán giả xem xong. Bởi vì hôm nay em sẽ trình diễn cái phần thi như thế nào? Em tự tin cái phần thi nào nhất để mình trình diễn cho các bạn xem. Em tự tin nhất là phần thi catwalk. Không vậy là làm luôn đi ha, cho bạn thử là từ từ đấy. Mình thích đội của anh Tư viên hàng nhất. Em là em muốn vào đội của anh Tư. Lý do này? Tại em là một fan hâm mộ chị. Tức là mình thích anh Tư là do tính cách hay do như thế nào? Sở thích rồi, em không biết nói. Nghĩa là anh thích chỉ về kết bước hay là diễn xuất hay là về khả năng gì của chị? Tức là mình nhìn vô chị Anh Thư thì mình có cảm xúc, mình có người đồng như thế nào thì mình... Tại sao em biết Anh Thư? Bây giờ em biết Anh Thư từ đâu? Từ khi nào? Em biết... Nói mình bạn một mình không? Hay là bạn với em vào một mình, em ở nhà anh trai. Ngoài các bút ra thì mình có niềm đam mê cái gì đó? Em cũng thích làm mẫu ảnh. Em đã làm mẫu ảnh bao lâu rồi? Em thì... cái mẫu ảnh thì em chỉ là đam mê chứ em... Thực ra trước em cũng chụp cho một vài local brand nhưng mà cũng chắc cũng khá lâu rồi. Em có chơi TikTok không? Em có. TikTok của em có hot không? TikTok của em bình thường. TikTok mình tên gì? TikTok em Gia Huy Trần. Gia Huy Trần. Còn ở Hải Phòng thì mình làm công việc gì? Ở Hải Phòng thì em làm một tiệm bánh. Tiệm bánh? Vậy là mình làm ở mấy quán hay là kiểu bán bánh, nhân viên bán hàng. Em cao mét bao nhiêu vậy? Em cao 1m86. Em có phải con lai không? Không, em Việt 100%. Thế hả? Anh thấy em nhút nhát có gì? Em có nghĩ là cái này cái thế mạnh của em hay là em sẽ thay đổi sau khi gặp người ta? Tại vì đây là cuộc thi đầu tiên nên là em khá nhút nhát. Nhưng mà nếu mà em có cơ hội mà vào nhạc chung thì chắc chắn em sẽ quan sát và sẽ thay đổi là một giao lưu khác. Trước khi mình đi thi thì gia đình ba mẹ có đồng viên ủng hộ và bạn bè có? Gia đình em thì không ủng hộ lắm nhưng mà thì em cũng đam mê nên là em muốn thử sức. Thì ba mẹ không ủng hộ là tại sao? Kiểu ba mẹ em kiểu muốn theo kiểu làm kiểu văn phòng trong các thứ những cái của em kiểu anh. Hiện tại là em đang học ở Hải Phòng luôn hả? Dạ vâng. Học ngành gì? Học marketing. Và dự định của em như thế nào sau khi tốt nghiệp? Dự định của em thì mới đầu thì cũng định nghe theo gia đình làm những kiểu văn phòng nó các kiểu. Nói gì không? Bây giờ em chắc tới cho mọi người xem thử đi. Để xem em có đã học em đã học catwalk trước chưa? Chưa luôn. Là hiện tại là em cao nặng như bao nhiêu? Em cao 1m86, nặng 72 cân. Em có biết dancing
chưa. Em không, em nhảy linh tinh như diễn xuất. Em chơi TikTok chắc em biết diễn xuất mà đúng không? Em cũng không biết là mình diễn tốt hay diễn dở nên là. Mà sao nó lại được chọn The Face để mình tham gia? Em thấy The Face kiểu cuộc thi về gương mặt thương hiệu ấy, thì em thấy mình cũng có một ngoại hình và một gương mặt khá là sáng nên em cũng muốn đi thi. Cái là mình lại ra được bạn bè mình có ai tư vấn? Có anh trai em cũng ủng hộ, anh ở trong này nên là cũng bảo thì cứ đi thi, kiểu đam mê thì hãy thử, không nên được kiểu phí tuổi trẻ. Cho em cái bước đi. Cảm ơn em. Quanh bo bình môi á. Chờ chứ em ơi. Chung quá. Ôi trời. Thánh mà chung. Cười không xỉu. Cười không xỉu.